nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13 tháng 12 năm 2023. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ khi ông được tái bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tại Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2023. Mục đích của chuyến thăm là để củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ này. Thế mà, trên mạng xã hội, có một số người phản đối chuyến thăm này và bày tỏ mong muốn thoát Trung. Họ cho rằng Trung Quốc là một kẻ thù của Việt Nam, đang có những hành động xâm lược và gây hấn ở Biển Đông, đe dọa chủ quyền và an ninh của Việt Nam. Họ cũng cho rằng Việt Nam nên nâng cấp quan hệ với Mỹ để chống lại Trung Quốc, thay vì duy trì một chính sách trung lập và đa phương hóa. Đó là những ý kiến không có căn cứ và không phản ánh đúng tình hình thực tế quan hệ giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Những người có ý kiến như trên đã không thấy hay cố tình không thấy rằng 1. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ lịch sử, gắn bó với nhau bằng máu thịt, văn hóa và chính trị. 2. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không phải là quan hệ đối đầu hay đối nghịch, mà là quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh. Trong quan hệ này, có những vấn đề hợp tác và những vấn đề bất đồng. Những vấn đề hợp tác chẳng hạn như chỉ riêng lĩnh vực kinh tế, thương mại, trong bối cảnh thương mại giữa Trung Quốc và các đối tác đều giảm. Việt Nam là một trong số ít các đối tác vẫn giữ ổn định thương mại với Trung Quốc. Hai bên cũng tích cực phối hợp từng bước tháo gỡ giải quyết vướng mắc tồn đọng trong một số dự án hợp tác kinh tế trước đây. Những vấn đề bất đồng như tranh chấp ở Biển Đông không phải là toàn bộ quan hệ giữa hai nước, cũng không phải là vấn đề không thể giải quyết. Trên thực tế, hai nước đã có những thỏa thuận và cam kết chung để duy trì trạng thái bình thường hóa quan hệ, kiềm chế và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 3. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không phụ thuộc vào quan hệ của hai nước với các bên thứ ba, như Mỹ hay các nước khác. Việt Nam là một nước độc lập tự chủ, có chủ quyền và quyền tự quyết về chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam không tham gia vào các liên minh quân sự hay các cuộc đối đầu chính trị giữa các quốc gia khác, mà theo đuổi một chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Với những lý do trên cho thấy, những người muốn thoát Trung là những người không hiểu biết hoặc có ý đồ xấu đối với quan hệ Việt Nam, Trung Quốc. Vì vậy, cần có cái nhìn khách quan, toàn diện về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc để đánh giá đúng về quan hệ này, tránh những phát ngôn hay hành động làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước.